Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Ưu đãi lớn ngày hôm nay khi quý vị và các bạn mua một pho tượng sẽ được tặng một vòng trầm trị giá lên đến 800.000. Đấy, vòng trầm này là vòng trầm hương được đựng trong một chiếc hộp rất là sang trọng. Đấy. Quý vị và các bạn mua pho tượng sẽ được tặng một vòng trầm trị giá lên đến 800.000 đồng và sẽ được bao cước vận chuyển nếu như quý vị và các bạn để lại số điện thoại nhanh nhất dưới phần bình luận. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về tác phẩm, sau đó chúng ta sẽ đi chi tiết về cái sản phẩm quà tặng ngày hôm nay. Về tác phẩm ngày hôm nay, Đồ Gỗ Bàn Sáu muốn giới thiệu và mang đến cho quý vị và các bạn một cái ưu đãi lớn, đó chính là tác phẩm tượng heo. Thì tác phẩm này mới ra lò với vừa mới đục chạm và phun PU xong. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Đồ Gỗ Bàn Sáu cũng quay và giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn. Thì do là cái tác phẩm này là tác phẩm tượng heo phong thủy, vì vậy là sẽ không thể thiếu được các đồng tiền xu, thỏi vàng và bi tiền đó. Tác phẩm này sẽ có được đục chạm, đó là ba chú heo, một chú heo lớn nhất ở phía trên và hai chú heo con. Thì ý nghĩa phong thủy của tượng heo sẽ mang lại cho chúng ta một cuộc sống an nhàn, cuộc sống no ấm đầy đủ, và chúng ta sẽ có được sự tài lộc cũng như là sự may mắn khi chúng ta trưng bày tượng heo trong nhà. Để đi chi tiết hơn thì chúng ta sẽ quan sát một lượt để chúng ta nắm rõ hơn về chi tiết của sản phẩm. Đây, hoàn toàn tác phẩm được chế tác trên dòng gỗ nu nghiến Thái Nguyên và được tẩy trắng sáng. Toàn bộ phần trên của tác phẩm, đó là hình tượng heo và hình tượng bị tiền, thì có rất nhiều chi tiết nu hoa của cái phôi gỗ. Còn lại phía bên dưới thì toàn bộ là những đồng tiền xu được người nghệ nhân đã đục chạm rất khéo léo và trang trí cân đối cho cái tác phẩm này. Tác phẩm này rất là nặng. Đấy. Về phần kích thước thì tôi sẽ ghi ngay ở cái phần góc của video để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi góc máy gần hơn để quan sát. Với một cái phôi gỗ nu nghiến rất nặng, rất cứng và cực kỳ là chắc, thì khi đục đẽo các tượng thì vô cùng là khó khăn. Tuy nhiên, người nghệ nhân đã thể hiện rõ và chân thực được chú heo với cái phần tai to đấy, và thân hình mập mạp. Trong phong thủy tượng heo hay là loài heo còn có một ý nghĩa nữa, đó là giữ tiền giữ của. Vì vậy, nếu như quý vị và các bạn mà làm ăn buôn bán hay bị hao tốn tiền của, thì chúng ta có thể trưng bày tượng heo để chúng ta có thể thu hút cũng như là lưu giữ lại được tiền tài cho chúng ta. Chi tiết của chú heo này thì toàn bộ chú heo từ phần đầu, phần thân đến phần chân thì rất nhiều những đường nu và đường vân của gỗ nu nghiến màu trắng sáng. Đó. Ở phía bên dưới là hai chú heo con cũng được đục chạm rất là sinh động và ngây thơ, nghịch ngợm. Đây, từ cái phần tai, phần chân, phần móng. Đấy. Một tác phẩm rất đẹp, nói lên giá trị nghệ thuật bàn tay của người nghệ nhân, nói lên giá trị phôi gỗ, đó là những đường nu hoa trên cái bì tiền. Đây. Bì tiền sẽ là nơi thu hút những cái vượng khí tốt và lưu giữ lại vượng khí tốt cho chúng ta. Đấy. Và phần đồng tiền xu rất là lớn ở đây. Một tác phẩm rất nặng, chế tác trên chất liệu gỗ nu nghiến, được đục chạm chân thực về hình tượng heo, mang lại cho ý nghĩa chúng ta no ấm, đầy đủ, sung túc trong cuộc sống gia đình hòa thuận. Và quý vị và các bạn mua tác phẩm ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhận được quà tặng. Đây chính là một dây vòng trầm với chiếc hộp màu đỏ sang trọng, bên trong là vòng trầm. Vòng trầm này thì sẽ thích hợp cho quý vị và các bạn đeo ở cổ để cho đẹp hơn và mang lại cho chúng ta cái sức khỏe tốt hơn. Với mùi hương thơm dịu của chất liệu gỗ trầm sẽ làm cho sức khỏe chúng ta tốt này, khí huyết lưu thông, làm chúng ta sẽ thoải mái hơn khi đeo các cái vòng trầm. Và đặc biệt thì vòng trầm là vòng trầm phong thủy, sẽ mang lại cho chúng ta may mắn, bình an. Đó. Vòng trầm được thiết kế rất là đẹp và để phía bên trong một hộp màu đỏ. Thì cái vòng trầm này có trị giá lên đến 800.000, và quý vị và các bạn khi mua pho tượng heo gỗ nu nghiến này, quý vị và các bạn sẽ được tặng cái vòng trầm này. Đấy. Và sẽ để lại số điện thoại ngay dưới sau cái nội dung video ngày hôm nay. Đấy. Và trong video ngày hôm nay chúng ta vừa đến với một cái quảng cáo, đó là ưu đãi lớn khi chúng ta mua hàng. Quý vị và các bạn muốn mua tác phẩm này, liên hệ Đồ Gỗ Bàn Sáu qua số điện thoại rất quen thuộc là 0968152070 và 0972282070 để đặt hàng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các nội dung tiếp theo.